Trong bộ phim này, xin gửi tới quý vị và các bạn chân dung một con người không chỉ làm giàu cho đất nước mà luôn đi tiên phong trong ngành cơ khí. Với sự năng động, sáng tạo cùng say mê khoa học kỹ thuật đã đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến, góp phần tạo nên những kỳ tích của ngành cơ khí Việt Nam. Những sáng kiến tiêu biểu của cơ khí Quang Trung: sáng kiến làm bánh răng mâm xoay cho cầu chân đế từ 100 đến 300 tấn. Sáng kiến chế tạo hộp giảm tốc hành tinh. Sáng kiến đúc chân vịt cho tàu thủy bằng inox. Sáng kiến chế tạo thành công cầu bánh xích. Sáng kiến chế tạo thành công máy nén ép cọc nhồi đa năng cho xây dựng. Sáng kiến rút ngắn thời gian thi công thủy điện Sơn La xuống 2 năm. Sáng kiến chế tạo cấu kiện đúc sẵn thi công cảng sông biển. Mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực thương mại hay kinh doanh bất động sản, đồng vốn quay vòng nhanh, dễ sinh lời. Đầu tư vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật như cơ khí Quang Trung đòi hỏi vốn huy động lớn mới có được dây chuyền công nghệ tốt, đồng thời phải đào tạo được đội ngũ kỹ sư thợ lành nghề mới đảm đương được công việc. Nhưng rủi ro nhiều, sinh lời thấp. Chỉ có say mê và hoài bão lớn mới thôi thúc cơ khí Quang Trung đi sâu vào ngành cơ khí chế tạo đầy khó khăn thử thách trong cơ chế thị trường. Tác phẩm đoạt giải A đó là bộ phim tài liệu Hoa Của Câu Chuyện cổ tích về những người thợ cơ khí Quang Trung trong phim Hoa Của Thép được trao giải A báo chí quốc gia lần thứ nhất năm 2007 là điều khẳng định của Đảng và Nhà nước về nghị lực, ý chí vươn lên của những người thợ cơ khí Việt Nam trong xu thế hội nhập. Có những cái niềm phấn khởi để mang trí tuệ và công sức của mình đóng góp thật nhiều cho quê hương. Những tâm tình của anh đã lý giải cho sự đam mê của mình. Chúng ta đều hiểu rằng muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành cơ khí chế tạo máy phải đi trước một bước. Để thành công trong lĩnh vực này phải hội tụ đủ những yếu tố nào để sản xuất được những cỗ máy hiện đại đáp ứng cho nhu cầu của các ngành nghề trong xu thế phát triển hôm nay. Để cho ngành chế tạo máy của Việt Nam phát triển thì tôi thiết nghĩ phải có 6 cái lĩnh vực mà chúng ta phải đầu tư. Thứ nhất là phải thiết kế. Cái thứ hai là chế tạo khuôn mẫu. Và vấn đề thứ ba nữa là đúc. Vấn đề thứ tư là gia công, cắt gọt. Và vấn đề thứ năm là nhiệt luyện. Và vấn đề thứ sáu là lắp ráp. Hiện nay trong 6 lĩnh vực này thì nhà máy của chúng tôi là có đầy đủ. Và với cái công nghệ hiện đại mà chúng tôi đã đầu tư trong thời gian qua thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm chủ và có thể chế tạo được những cái sản phẩm mà có những cái yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt mà từ trước đến nay ngành cơ khí Việt Nam ta còn đang hạn chế, thì hiện nay chúng tôi đã làm chủ được và có thể là sản xuất ra những cái sản phẩm mà có cái độ chính xác cao và có những cái yêu cầu tiểu xảo, có thể là cạnh tranh với lại các nước trong khu vực. Sáng kiến làm bánh răng mâm xoay cho cầu chân đế. Mấy năm gần đây, cơ khí Quang Trung sản xuất thành công cầu trục chân đế có sức nâng từ 100 tấn đến trên 300 tấn. Lúc đó, chưa được chứng kiến tận mắt, nhiều nhà khoa học và các doanh nghiệp không tin. Bởi muốn làm được điều đó phải có dây chuyền đúc và hệ thống máy gia công cắt gọt vài trăm triệu đô la Mỹ thì mới sản xuất được mâm xoay cho cầu chân đế. Nhưng với trí thông minh và sáng tạo, cơ khí Quang Trung đã tìm ra giải pháp kỹ thuật bằng cách phân chia chuyển động thành các cụm độc lập và làm ắc thay cho bánh răng cỡ lớn, từ cái khó trở thành thuận lợi, dễ chế tạo và sửa chữa. Sáng kiến này đã giúp cơ khí Quang Trung thành công, chiếm lĩnh thị trường, đẩy lùi hàng ngoại. Sáng kiến chế tạo hộp giảm tốc hành tinh. Tiếp đó là sáng kiến cải tiến hộp giảm tốc. Thông thường, hộp giảm tốc đang sử dụng của nhiều nước rất cồng kềnh và hiệu suất không cao, bởi bánh răng chỉ ăn được 2/3 răng và lực đẩy về một hướng không phát huy được hiệu suất. Cơ khí Quang Trung đã chế tạo thành công hộp giảm tốc hành tinh, khối lượng chỉ bằng 1/3 hộp giảm tốc thông thường, tạo ra hiệu suất cao hơn, lại tiết kiệm năng lượng, bởi bánh răng ăn tới 4/5 răng, lực đẩy từ một phía được chuyển vào tâm hướng ra ba phía. Thành công đó
giúp cơ khí Quang Trung sản xuất cẩu trục 500 tấn và trên 1.200 tấn, phục vụ cho ngành thủy điện trong sự thán phục của các chuyên gia trong, ngoài nước như ở Sê San 3 và Thủy điện Sơn La. Để làm điều đó, phải có dây chuyền công nghiệp và con người. Cơ khí Quang Trung có dây chuyền sản xuất lớn ở hai khu vực Ninh Bình và Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn tới thăm nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ trên diện tích hơn 90 ha tại xã Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh. Trước hết là khâu thiết kế, với đội ngũ kỹ sư lành nghề năng động được trang bị những phần mềm thiết kế tiên tiến. Từ đây, các sản phẩm cơ khí đòi hỏi độ chính xác cao, vận hành an toàn, có trọng tải lớn, được các kỹ sư tính toán mô phỏng và cho ra những bản thiết kế theo quy chuẩn khoa học công nghệ. Nhờ đó, mọi ý tưởng đều được thử nghiệm và tính toán cẩn thận trước khi đi vào sản xuất hàng loạt. Việc chế tạo khuôn mẫu theo phương thức tiên tiến, đây là một bí quyết riêng, tạo ra những khuôn mẫu chuẩn xác, thuận lợi cho việc cắt gọt sau khi được đúc xong. Đây là sáng kiến góp phần tạo nên hiệu quả cho cơ khí Quang Trung. Với dây chuyền đúc, luyện thép đồng bộ, cho phép cơ khí Quang Trung chế tạo phôi hàng trăm tấn sản phẩm một ngày. Từ thành công đúc những thép mắc cao chịu nhiệt cho lò nung planh ke xi măng, thép chịu axit cho super phốt phát Lâm Thao, cùng với những bí quyết lâu đời, cho phép sản phẩm đúc ở đây đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất. Khâu gia công cắt gọt được cơ khí Quang Trung hết sức quan tâm. Những dàn máy CNC đồng bộ được đầu tư ở cả hai nhà máy, một tại Ninh Bình, cho phép dây chuyền CNC ở đây gia công các chi tiết có độ chính xác và phức tạp. Các máy CNC của Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản với công nghệ tiên tiến góp phần tạo nên sức mạnh cho cơ khí Quang Trung. Tại Uông Bí, dây chuyền CNC đồ sộ. Không chỉ nhiều máy CNC phục vụ cho sản xuất các chi tiết khác nhau, ở đây còn được trang bị các máy CNC cỡ lớn như máy V140 cho phép gia công các chi tiết nặng hàng trăm tấn, đòi hỏi độ chính xác. Máy có chiều dài và chiều rộng hành trình lớn nhất Việt Nam. Hoặc như máy Majak Pro, Majak 8800 với hàng trăm đầu dao và được cập nhật phần mềm chế tạo hiện đại, cho phép sản xuất những sản phẩm cơ khí lớn, đòi hỏi công nghệ cao mới đủ khả năng chế tạo. Cùng hàng loạt các máy lăn răng, phay răng giúp cho các kỹ sư làm ra các chi tiết cơ khí, đòi hỏi công nghệ kỹ thuật tiên tiến mới đáp ứng được. Cùng với việc nhiệt luyện các chi tiết cơ khí sau khi gia công, và đội ngũ thợ lắp ráp lành nghề, cơ khí Quang Trung đã nội địa hóa tới 90% sản phẩm, đáp ứng lời kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam của đất nước. Sáng kiến đúc chân vịt cho tàu thủy bằng inox. Với sự sáng tạo và phát huy truyền thống trong công nghệ đúc, cơ khí Quang Trung đã tạo khuôn chính xác cho việc đúc chân vịt bằng inox, thay thế việc đúc chân vịt bằng đồng mà các nhà máy đóng tàu vẫn làm. Sáng kiến này giảm giá thành đúc chân vịt từ sắt vụn và các phụ gia khác chỉ bằng 1/2 giá thành đúc chân vịt bằng đồng. Mặt khác, lại tăng sức bền của chân vịt khi đem ra sử dụng. Đây là sáng kiến sáng tạo trong đột phá công nghệ cho ngành hàng hải. Sáng kiến chế tạo thành công cẩu bánh xích. Hiện nay, cơ khí Quang Trung có hàng loạt những sáng kiến cho ra những sản phẩm mang tính đột phá trong việc đóng góp cho sự phát triển đi lên của đất nước. Đó là sản xuất thành công cẩu bánh xích, một sản phẩm cơ khí yêu cầu công nghệ kỹ thuật khắt khe với việc sản xuất từng phần, các chi tiết như hệ thống chuyển động gồm ga lê, băng xích đúc rỗng, đòi hỏi kỹ thuật đúc phức tạp, cho tới cuộn tời, cần nâng, hệ thống điều khiển, vân vân. Tất cả đã được chế tạo thành công tại cơ khí Quang Trung, mà thành quả là cẩu bánh xích hoàn chỉnh đã ra đời, báo hiệu một bước đi mới của cơ khí Quang Trung. Sáng kiến chế tạo thành công máy ép nén cọc nhồi đa năng cho xây dựng. Máy nén ép cọc nhồi đa năng là một sản phẩm mới hoàn toàn chưa có ở Việt Nam, thiết bị dễ thao tác trong sử dụng.
so với tính năng giải pháp mới nhất hiện nay là phương pháp khoan cọc nhồi. Thiết bị của Quang Trung có tính năng ưu việt nổi trội hơn do không cần khoan để lấy đất đá đi, mà dùng phương pháp nén đất đá vào trong nền móng. Do đó, tiết kiệm được thời gian bởi năng suất cao hơn phương pháp khoan cọc nhồi 5 lần. Mặt khác, không tác động đến môi trường. Nhờ đó, tiết kiệm cho việc thi công nền móng 50% giá thành. Máy ép cọc của Quang Trung chắc chắn có sức lan tỏa khắp cả nước. Đây là tin vui cho các nhà đầu tư xây dựng. Những sáng kiến cho thủy điện Sơn La rút ngắn thời gian thi công. Việc sản xuất thành công cổng trục 1.200 tấn cho thủy điện Sơn La, đây là bước tiến dài trong sản xuất cổng trục lớn nhất Việt Nam của Quang Trung. Ý nghĩa lớn hơn là sản phẩm được nội địa hóa tới 90%, hứa hẹn việc đi xa hơn nữa trong sản xuất cổng trục của ngành cơ khí đất nước. Việc cổng trục 1.200 tấn vận chuyển lắp đặt trong lúc sông Hồng cạn kiệt đúng kế hoạch là câu chuyện dài sáng tạo, trong lúc các đơn vị thi công khác vẫn lúng túng chưa tìm được cách giải quyết. Cơ khí Quang Trung với sáng kiến hàn các kết cấu thành khối rồi bơm khí để cổng trục nổi trên sông kéo về đích, trong sự vui mừng của các đơn vị thi công vì công trình không bị chậm tiến độ. Tiếp đó, những ngày gần đây, cầu trục của cơ khí Quang Trung nâng rô to nặng 1.000 tấn đặt chính xác vào stator của tổ máy số 1 của thủy điện Sơn La, góp phần đưa công trình thủy điện sẵn sàng phát điện, trong sự thán phục của các chuyên gia trong ngoài nước. Đó là những việc làm mang ý nghĩa quyết định với công trình thủy điện lớn của đất nước. Thành công của cổng trục 1.200 tấn đánh dấu bước đi dài của cơ khí Quang Trung trong việc tham gia các công trình điện trong nước và tiến ra khu vực. Trên công trình thủy điện Sơn La, hàng chục ngàn người đang lao động suốt ngày đêm. Nếu làm theo cách truyền thống, 2 năm nữa mới tích được nước. Với sáng kiến táo bạo của cơ khí Quang Trung, phối hợp với tư vấn điện 1 và chủ đầu tư, đã chế tạo cầu chân què 350 tấn, đặt lên bờ đập hiện ở cao trình 162 mét để thử tải hàng chục ngàn tấn sắt thép của các cánh van xả. Từ đó, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước mới nghiệm thu các cánh van xả khi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cho phép tích nước hồ thủy điện Sơn La. Nếu theo đúng quy trình, phải xây bờ đập đủ cao trình 228 mét rồi mới lắp cầu xong để thử tải và nghiệm thu để tích nước. Như vậy, sẽ phải mất 2 năm nữa. Sáng kiến đặc biệt này đã rút ngắn thời gian về đích trước 2 năm, làm lợi hàng chục ngàn tỷ đồng cho đất nước. Sáng kiến chế tạo cấu kiện đúc sẵn thi công cảng sông biển. Không chỉ dừng ở đó, cơ khí Quang Trung còn nghiên cứu thành công việc đúc sẵn các cấu kiện bê tông để thi công cảng sông biển ở những nơi nước chảy, mớ nước sâu. Ý nghĩa của sáng kiến này giúp thi công nhanh, không ô nhiễm môi trường bởi bờ đập được làm trước rồi mới đổ đất, không để đất trôi ra sông biển. Sáng kiến đúc cấu kiện bê tông tiết kiệm được 50% giá thành vì không phải đổ cốt pha thi công dưới nước tốn kém. Với đặc thù bờ biển Việt Nam, nhiều vùng nước sâu có dòng chảy, sáng kiến này sẽ mở ra cách làm mới cho cảng biển Việt Nam mà hiện đang được ứng dụng tại Ninh Bình và sắp tới là cảng Hải Hà, Quảng Ninh. Các doanh nghiệp đã sử dụng các cái công nghệ mới hiện đại, trong đó cả công nghệ cao để làm ra những cái sản phẩm có cái chất lượng rất là cao, hoặc là có cái tính năng, nhiều tính năng mới và giá thành để không quá là cao và có khả năng chiếm lĩnh thị trường. Chính cái quá trình đổi mới công nghệ mà các doanh nghiệp thực hiện ấy làm cho cái năng lực công nghệ của bản thân các doanh nghiệp cũng như là năng lực công nghệ của quốc gia ấy được nâng lên. Thứ hai là cái tính sẵn sàng ứng phó với những biến đổi của thị trường ấy thì được tăng đáng kể, và qua đó thì nâng cao được cái hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh và hiệu quả của cái hoạt động phát triển kinh tế của đất nước. Một trong những cái doanh nghiệp điển hình trong cái việc ứng dụng công nghệ mới và công nghệ tiên tiến, kể cả công nghệ cao, và liên tục đổi mới công nghệ, đó là xí nghiệp cơ khí Quang Trung.
một người thợ sinh ra lớn lên ở cố đô Hoa Lư Ninh Bình mà cả ba thế hệ gắn bó với ngành cơ khí. Với niềm say mê tự học và làm, những sáng kiến cải tiến của anh đã vượt xa các nhà máy, các viện nghiên cứu trong nước. Nguyễn Tăng Cường đã làm nên kỳ tích của ngành cơ khí chế tạo máy Việt Nam. Những phần thưởng mà Đảng Nhà nước trao tặng là nguồn động viên khích lệ anh vững bước trên con đường sáng tạo của mình. Tiếp tục trên các công trình, cùng đất nước vươn cao, bay xa trên con đường hội nhập toàn cầu. Tâm sự với chúng tôi, anh chỉ mong muốn một điều giản dị: đóng góp sức lực nhỏ bé của mình dựng xây quê hương nơi anh khôn lớn trưởng thành, để cùng đất nước mạnh giàu. Cái tên Hoa của Thép chúng tôi tặng anh